斩！Rồi, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Thiếu Liên 3Q, một trong những cái tựa game thẻ tướng Tam Quốc hiện tại đang được hóng chờ nhất về server của Việt Nam. Và cái con game này trước đó thì mình cũng đã có một cái video show gameplay rồi. À đâu, phải nói là hai cái video show gameplay chứ. Và cái clip này là cái clip thứ ba em nhá. Con game này đã chính thức ra mắt kim tướng. Đấy, kim tướng của bốn nước thuộc Ngụy Ngô Quần. Đấy, bốn kim tướng luôn. Con game này nó ra mắt NoFade rồi nhưng mà bây giờ mới ra kim tướng mình cũng không hiểu cho lắm. Và ngày hôm nay thì mình sẽ show cho anh em bốn cái vị kim tướng đó. Cùng với đó là show một cái con arc khá là ngon. Và gameplay cũng như là cái hiệu ứng kỹ năng của cái tựa game này nó như thế nào. Ok, con arc này hiện tại thì cũng đã có kim tướng rồi em này. Đây chính là cái vị kim tướng của cái con arc này. Em có thể là vào cái group của cái tựa game này ở trên Facebook nha. Cái group đó thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video em ạ. Click vào đó thì anh em có thể là chơi và hiểu rõ được cái tựa game này ở bên Trung Quốc chơi nó như thế nào. Đấy, Việt hóa tướng hay là các thứ linh tinh để có thể là chơi tốt cái tựa game. Thì truy cập vào cái group đó nhá. Đây, kim tướng của con arc này đây. Kim tướng đó, kim tướng cực ngon luôn nha anh em. Cực đẹp luôn. Để mà xem được các cái kỹ năng của cái vị tướng thì chúng ta có thể là xem ở ngay cái mục tiêu đề của kỹ năng này. Nó có cái nút play em nhá. Click vào đó để chúng ta có thể là xem kỹ càng được chiêu thức của cái vị tướng. Và ngoài ra thì kim tướng nó vừa mới ra mắt mà đã có luôn cái trang phục cho kim tướng rồi. Nhưng mà để mà sở hữu được thì nó cũng hơi khó mà tẹo em nhá. Đấy, trang phục của nó đây. Trang phục đầu nhìn nó hơi thô một tí và trang phục thứ hai nhìn rất là luột anh em ạ. Rất là luột, rất là thơm luôn. Ok. Đó là kim tướng của cái con arc này. Bây giờ chúng ta sẽ xem ba kim tướng còn lại của ba quốc gia. Đấy, kim tướng đầu tiên có rồi em nhá. Chúng ta sẽ đến với kim tướng thường thì mình nghĩ là nó sẽ là màu vàng, nhưng mà kim tướng ở đây nó lại là màu hồng hồng em ạ. Màu hồng hồng. Em có thể là để ý cái chữ ở đây. Ví dụ như là những cái tướng vàng ở đây thì nó sẽ có cái chữ màu vàng. Còn cái tướng kim là nó lại cái chữ màu hồng em ạ. Ok, chúng ta sẽ đến với kim tướng thứ hai. Kim tướng thứ hai đây. Đây chính là cái con kim tướng và chúng ta có thể là xem được cái kỹ năng của cái con kim tướng là như thế nào. Đẹp phết anh em ạ. Ngon phết. Kim tướng nó mới ra thôi nhưng mà có thể là dễ dàng mà chiêu mộ được. Chứng tỏ là bên Trung Quốc có thể là chơi cực kỳ dễ dàng. Game nào ở bên Trung Quốc thì chơi nó cũng sẽ dễ hơn nhiều so với cái server Việt Nam. Đây, tiếp tục là cái con kim tướng tiếp theo. Con kim tướng thứ ba. Đấy. À, giờ đây có chiêu thức lại. Ok. Kim tướng đây. Con này trang phục của nó đây. Trang phục của nó đây em nhá. Trang phục có sừng này. Nó không sâu ở đây cho anh em xem đâu. Mà nó chỉ sâu một cái hình ảnh nhỏ ở đây thôi. Tiếp tục kim tướng tiếp theo. Đây. Con này mình đoán không nhầm là Lữ Linh Khởi. Trang phục của nó đây. Ôi trang phục nhìn nó mất đi cái râu ở trên đầu của Tôn Ngộ Không đi mà nhìn phí quá anh em ạ. Trang phục mặc định của nó cái vẫn còn đẹp hơn cái trang phục mà được build này. Đây là kỹ năng của nữ Linh Khởi. Đấy. Đó. Phê chưa? Phải nói là cực phê luôn. Đấy là bốn kim tướng của bốn nước. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem PVV cận cảnh cái con kim tướng của con arc mình. Kim tướng của con arc mình hiện tại trang bị của nó bớt chưa được nhiều đồ lắm. Anh em có thể thấy là cái level 1 hay là cái level mấy ấy, nó còn hơi yếu một tẹo em nha. Đây kim tướng của chúng ta đây. Chúng ta hãy cùng xem gameplay. Toàn bộ 6 cái vị tướng này, 6 cái vị tướng ở trên trận nha, thì trừ con kim tướng ra, còn lại các cái vị tướng khác đều đã có trang phục rồi. Đều cho có trang phục rồi anh em ạ. Riêng hình như cái con Điển Vi kia là vẫn chưa có trang phục kìa. Còn lại tất cả các tướng đều đã có trang phục rồi nha.
Đây là dàn thần thú nhá. Con game này cũng sẽ có thần thú. Một cái tựa game Tam Quốc thẻ tướng mà thiếu thần thú thì nó hơi phí em ạ. Thần thú của chúng ta thì cũng sẽ được ép trang bị, và đây thì toàn những trang bị đỏ. Có mấy cái trang bị cam anh em này. Không biết đây là cam hay là trang bị thần nữa thì mình không rõ cho lắm. Đỏ, cam, đấy. Thần thì chắc là mình nghĩ là nó phải lấp lánh cơ. Cái này không lấp lánh thì mình không phải là cái trang bị thần đâu. Đấy, còn rất là nhiều những cái thần thú khác. Uầy, con thần thú đẹp thế. Thần thú đẹp chưa này. Còn lại thì những cái thần thú ở trên đầu đây là những cái con thần thú dạng kiểu là thần thú tím hay thần thú xanh ấy. Nó, thần thú nó không được xịn. À đây là, đừng bảo đây là kim thần thú nhá. À, kim tướng của cái tựa game này thì nó sẽ là cái màu đỏ, cái màu hồng ấy. Hồng nhạt. Đấy, còn những cái con tướng vàng ấy thì nó sẽ là màu vàng. Mình nghĩ đây có vẻ sẽ là cái con kim thần thú hay là cái thần thú thần gì đó, mình không rõ cho lắm. Ok. Đây là một trong những cái tựa game mà mình đang cực kỳ hóng chờ, và cũng rất là nhiều anh hóng chờ con game này về Việt Nam. Nhưng mà ở bên Trung Quốc nó ra rất là lâu rồi mà không hiểu vì sao Việt Nam chúng ta lại không mua con game này về phát hành. Mình cũng không hiểu cho lắm, hay là cái vấn đề về cái việc bản quyền hay là tiền mua về nó đắt hay là như thế nào mà đến bây giờ vẫn chưa có cái thông tin gì cả. Cho nắm đồ gớm vậy. Ui,
toàn rương tướng, rương trang bị này, lấp lắm gớm vậy. À đây là mảnh của kim tướng à? Đây là mảnh của, đây là mảnh trang bị của kim tướng. Ok, kim tướng 14 mảnh. Còn lắm đồ quá, con ác này chơi ở bên server của Trung Quốc khá là lâu rồi. Level hiện tại đang là 130. Rồi, ok, đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay. Video show cho anh em gameplay cũng như là kim tướng vừa mới ra mắt của cái con game Thiếu Liên Ba Quy, một trong những cái tựa game Tam Quốc thẻ tướng đang được rất là nhiều anh em hóng chờ về Việt Nam. Sau khi mà anh em xem xong cái video này thì có suy nghĩ gì về gameplay tạo hình của kim tướng cũng như là kỹ năng, hiệu ứng kỹ năng của toàn bộ tướng ở con ác này thì hãy comment phía dưới nhé. Rất là cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Anh em có thể là truy cập vào cái group của cái tựa game này trên Facebook để mà học hỏi kinh nghiệm cũng như là hướng dẫn cách chơi ở bên thị trường Trung Quốc nhé. Còn bây giờ thì mình xin dừng cái video đây thôi. Hẹn lại anh em vào các video tiếp theo.